Phi lê diệp. Phi lê diệp chỉ có mỗi phở hành này bán, còn chả có quán nào bán. Chỉ có mình này tú thôi. Đắt mắc tiền người hai nó hiếm hàng. Rất là đều. Thịt rất là tươi nha các bạn. Thì nó có gân gân nên là thái nó khó. Có gân này gọi là diềm hả chú? Đó, có gân là diềm. Ngon. Dạ. Thịt rất tươi. Thái hay chưa? Dạ. 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 Mình mua về làm chứ không có cái gì làm sẵn hết á. Dạ. Bao đời nay là mình những cái nguyên liệu là mình tự đi mua về và tự mình chế biến làm hết. Nhà mình chọn. Cái còn cái thịt này là ra ngoài không có. Dạ. Đảm bảo đi tất cả các cái thịt phi lê diềm này là chỉ có mình ở quán chú có thôi. Nó là hàng này là đặc biệt. Dạ. Và chỉ có người trong nghề mới biết được cái miếng ngon. Dạ. Bắp hoa. Cái bắp hoa này chú. Bắp hoa. Bắp hoa của thịt bò đấy. Cả con bò nó chỉ được có hai cái. Cả một bò lớn chỉ được hai cái bắp hoa thôi. Có khoảng ba lạng. Dạ. Nó chỉ có khoảng ba lạng, bốn lạng là. Chú đang đó, chú đang lấy có cái bắp một hoa. Con chỉ có một cái này. Đây là bắp hoa. Một con là được một cái thôi chú. Cái này. Dạ. Giờ thái được một phần. Đây là cái phần đặc biệt nhất của con bò. Là cái bắp hoa. Có những người mà trong nghề hoặc là lâu năm rồi là những người mà thích lấy thực phẩm thật đặc biệt với số lượng. Cái hàng này là hàng đặc biệt của con bò. Của con bò. Một con bò thì có một miếng. Nó có hoa ra nó có gân nè. Cả con bò chứ chỉ được có hai cái như vậy. Dạ, một con bò to mà được có hai miếng. Hai cái vậy thôi. Mà đây là biết bao nhiêu con bò mà đặt. Dạ. Đấy. Rồi, con cảm ơn. Trong một cái lõi. Dạ. Các bạn nhìn đây là bắp rùa. Bắp rùa. Đây là cái bắp hoa. Dạ. Yeah. À, đó là ngon nhất, đạt đỉnh cao của bò. Chú Kiên vừa chia sẻ cái hàng bắp hoa đỉnh cao của cái thịt bò cho mọi người nghe. Các bạn đã hiểu vì sao mà phở hành nó tồn tại từ rất là lâu đời và được rất là nhiều người biết đến. Ai đi qua đây cũng phải ghé ăn phở. Chuyện vừa thái hành không nhìn thái hành mà không cần nhìn vào tay, có nghĩa là chú rất là quen tay rồi. Chỉ có những người mà thợ gia truyền hoặc là lâu năm trong nghề thì có những cái thói quen sắt đều và từng thớ thịt một cái giống mưa mười. Phi lê diềm là có những bắp hoa quý hiếm của một con bò thì được chú Kiên và người của chú một trước giờ mở cửa thì thái ra như thế này thì bò bì và nó có thể đạt độ tươi nhất và ngon nhất cho từng cái thớ thịt. Cái quán thứ hai của anh trai chú Kiên là nằm ở đâu chú Kiên ạ? Làm trên đường Trường Sơn này. Dạ, đường Trường Sơn gần đây luôn hả chú? Gần đây luôn. Là quán đó nó mở được bao lâu rồi chú ạ? Quán được chưa được năm. Dạ, tức là mới đây thôi mà. Mới. Dạ. Đây những cái loại hành. Hành tây thì chú Kiên lấy nói là lấy từ Đà Lạt, rất là giòn và rất là ngon để sử dụng nấu cho món phở bò gia truyền đã có từ rất là lâu đời.
thì chú Kiên sẽ điều gì cho chúng ta coi cái cách thái hành tây tại cái quán phở hành. Đây là mình cắt cái bún đít đi. Dạ, anh bỏ thì nó không bị dính đấy. Cắt hành là không cần nhìn nha các bạn. Không cần nhìn. Tốc độ và rất là đẹp. Thì cũng làm như đầu bếp 5 sao vậy các bạn. Rất là nhanh, rất là chính xác và rất là đều. Cái bào thì nó không bén. Cái bào nó không bén mà cái dao đi xuống một cái nó rút khoát như vậy. Dạ. Yeah. Bào anh phải đẩy nó ra cái nước hoặc là nó bị dập hành phải không đúng? Dạ. Thì bằng dao bén thì nó mới không bị dập hành. Nó đi xuống một đường nó rút khoát hơn. Dạ dạ dạ. Thì cái hành này nó giữ được cái nguyên cái chất của nó. Dạ, bằng dao bén thì nó mới giữ được cái chất của hành và không bị ra nước. Không bị ép. Đó, cái hành này trong nó bóng bẩy tươi ngon này phải không? Dạ. Yeah. Cái cách hành thái ở đây nó cũng khác với mọi người là cái. Dạ dạ dạ. Mọi người thì thường là bào. Dạ. Yeah. Bào không. Cái gì?